Qua trong quá trình mà đến ăn như vậy thì em có đưa một cái menu cho chồng em. Thì chồng em mới vẽ những cái hình á. Thì em tưởng là lúc đó chồng em bị ảo tưởng là chồng em đang cua em. Nhưng mà sau này thì mới biết là tại vì thói quen của ổng là đụng đâu dễ đó. Chứ em bị ảo tưởng, em tưởng chồng em lúc đó cua em. Nên lúc đó từ đó tụi em mới bắt đầu tìm hiểu nói chuyện với nhau. Bạn thân nên là em sẽ lấy vía bạn em, nên là em mong bạn em sẽ hạnh phúc và giàu có, là xem sẽ được lấy vía đông con đầy đủ. Chúc Mỹ Hân mau sớm có em bé sinh đôi nha. Chị Hân đám cưới sắp tới là thợ viên mãn. Chúc chị mua xe hơi, mua nhà lầu đó, nó đại đi đại lớn lẻ lớn. Gấm góc lụa là ăn ngon mặc đẹp lấy chồng đại gia. Con này hay quá. Hân nè, luôn được hạnh phúc nè, vui vẻ và giàu có nha. Vợ chồng Mỹ Hân trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Lần đầu tiên anh thấy cô dâu là rất là xinh đẹp, rất là hoạt bát, người gì mà dễ thương lắm. Thì anh nhìn vô anh biết là em là người vợ của anh sau này rồi. Nhìn là biết chắc. Gazing at the blue of the night, stars are filling up the sky. You take my hand in yours, we'll make our own constellations. I could say how much you mean to me, but it won't mean a thing, 'cause words never sound quite right. Let's find our own kind of language. We've searched the whole world and all around. Didn't know what we were looking for till we found it. They could say they've seen the highest mountain, bottom of the deepest sea, but no one's ever seen, no one's ever seen a love like this. They could dig up all the buried treasures where it's worth
quá dài cũng không quá ngắn, mình gắn bó với nhau. Mình cũng đã trải qua rất là nhiều cái khó khăn, và cuối cùng thì cái kết quả là hôm nay, cái đích đến của tụi mình là ba mẹ đã cho phép hai đứa mình được được cái buổi đến hôn ngày hôm nay. Em cảm thấy rất là hạnh phúc và em hy vọng là anh sẽ luôn yêu thương em giống như là ngày đầu tiên anh nói là anh yêu thương em. Kỷ niệm nào mình cũng nhớ hết, nhưng mà cái kỷ niệm mình nhớ nhất á là cái lúc mà cô dâu chở mình đi học á, ở trên trường cao đẳng á, cảnh sát thì ở quận 9 là tới hai mấy cái số mà cô dâu vẫn cứ chở mình đi đến đưa đón tận nơi luôn. Thì lúc đó mình biết cảm động nhưng mà mình không biết nói làm sao, rất là cảm xúc luôn. Hôm nay là ngày đám hỏi của con gái. Ba có lời chúc tụi con là cháu hạnh phúc và vui vẻ. Là về mặt về kinh tế thì sau này con có chuyện gì khó khăn ba sẽ đứng ra ba lo cho hai đứa con hết. Giờ tụi con đám cưới xong phải cho ba một đứa cháu ngoại. Nay ngày vui con gái, đám hỏi con gái, mẹ chúc ba hai con vui vẻ và hạnh phúc. Sau này có vượt qua mọi thử thách để sống trọn đời với nhau, làm ăn giàu có. Nhà lầu xe hơi. This will be the everlasting love. This will be the one I've waited for. This will be. Bà ngoại cũng hôm nay đám hỏi của cháu, bà ngoại cũng mong muốn sao hai cháu được vui vẻ, là trăm năm hạnh phúc mà ngăn phát tài. Mong bà ngoại mong có cháu cố. This will be an everlasting love for me. Xin cảm ơn cha mẹ đã cho tụi con được đến bên nhau. Cảm ơn ba mẹ nhiều vì cho con vợ, người vợ rất là tài giỏi, rất là xinh đẹp, mạnh mẽ. Con xin đi làm được bao nhiêu tiền lương con đưa cho cha mẹ hết. Đưa cho vợ con hết.